Em xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng tất cả các bác quay lại kênh của em là Quân bên trung tâm điện máy âm thanh xe đạp nhé. Hôm nay thì có một chiếc xe các bác khách đi về bị phát ra tiếng kêu lạ, khách vừa đưa xuống cho em. Tranh thủ trời mưa thì em vừa tìm kiểm tra bệnh cho xe của khách, kết hợp với đấy là em cũng quay luôn để giới thiệu với các bác xem là những tiếng kêu cót két lạ thì mình có thể tự khắc phục tại nhà hay không, vì có rất nhiều nguyên nhân tạo ra cái tiếng kêu cót két đấy các bác nhé. Bây giờ em mời các bác cùng em đi xem clip để xem là cái tiếng kêu sẽ phát ra từ đâu và cách xử lý khắc phục thế nào nhé. Xe khách vừa lấy xuống thì em cũng kiểm tra qua cọc yên với bàn đạp thì sơ qua được hai phần đấy rồi. Bây giờ sẽ kiểm tra chuyên sâu hơn để biết cụ thể là do đâu nhé các bác. Thực ra thì khi mà đạp ấy các bác, bắt đầu đạp nó cứ kẹt 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 rất là nhiều. Nhưng hôm nay trời thì rất là mưa, thế nên là sẽ không ra đạp, mà không biết làm cách nào vì chỉ có một mình em không biết làm nào vừa đạp vừa quay các bác nghe được. Vì khi các bác quay bình thường như thế này, các bác xe không kêu nhé, hoàn toàn êm ru không kêu luôn. Nhưng mà cứ lên yên xe đạp một phát là kêu kèn kẹt kèn kẹt kèn kẹt luôn. Đây bây giờ em sẽ cố gắng là làm sao để thử thu được cái tiếng kèn kẹt đấy cho các bác nghe. Một số thông tin của chủ xe cung cấp là khi về chủ xe rất hay rửa, mà rửa thì không phải là rửa dưới vòi nước bình thường mà dùng cái vòi xịt xe để xịt. Thế nên trong trường hợp này chúng ta sẽ phải kiểm tra tiếng kêu của, như thông thường khi mà có tiếng kêu chúng ta phải kiểm tra cốt yên này, của cầu yên này đầu tiên đã, xong sau đấy đến bàn đạp. Nhưng với bàn đạp này thì em đã kiểm tra rồi, bàn đạp nhôm đúc chạy ấy cơ, thì chạy có bi côn ở trong các bác, không phải bi bạc đạn đâu nhé. Quay bình thường không kêu các bác, đây quay bình thường không có tiếng gì. Với như thế này thì cọc yên với bàn đạp đã kiểm tra xong rồi, và tiếng kêu thì phát ra ở hướng đằng sau các bác, cho khi nghe thì hướng đằng sau. Bây giờ thì sẽ kiểm tra dễ dàng nhất là tháo bánh đằng sau, lúc nào cũng dễ hơn tháo cái trục giữa. Cái trục giữa này tháo lúc nào cũng khó hơn, thế nên là ưu tiên nhất là đằng nào cũng thế. Khách mua xe cũng đến thời điểm cần phải vệ sinh bộ líp các thứ rồi, thế nên là em sẽ tháo luôn cả cái trục giữa. Chưa tháo mà em sẽ tháo cái líp, em nói nhầm, em tháo líp, em vệ sinh lại bộ líp và kiểm tra lại bánh đề này, kiểm tra cái củ đề này, kiểm tra vệ sinh tra dầu mỡ lại củ đề này, líp và cối líp các thứ nhé các bác nhé. Các bác sẽ cùng theo dõi cùng em nhé. Xe thì em cứ lần ngược lên em tháo nhé các bác. Nếu ở nhà các bác cũng nên làm như thế này, lần ngược cái xe lên như thế này mà tháo bánh nó sẽ dễ hơn. Vì ở đây cái với dòng Canly S5000 này thì cái phần líp này sẽ là líp thả nhé các bác, sẽ là líp thả. Thế nên với líp thả thì các bác khi mở các bác sẽ cần phải có những dụng cụ như thế này. Muốn tháo líp líp thả ra các bác cần phải có cái vặn này. Đây là thứ nhất. Có rất nhiều dòng các bác, cái dòng này là dòng đơn này. Có một dòng nữa họ làm gắn luôn cái tay cầm vào đây luôn. Cái này thì các bác phải có mỏ lết nhé các bác nhé. Mỏ lết hoặc cờ lê tùy các bác, nhưng mà thường thường có mỏ lết thì các bác mới vặn được. Và một chiếc. Đây, đây nha, đây là cái dụng cụ tháo hỗ trợ tháo líp này. Cái này nó như kiểu cái khóa líp ấy các bác. Tức là khi các bác cài cái này thì cái líp nó mới không bị xoay này, để các bác vặn được. Đấy thì cái này nó cài vào đây. Các bác có thể tự chế hoặc mua, mua thì cũng hơn 100.000. Mua thì hơn 100.000, còn tự chế thì đơn giản các bác. Đây, đây là dụng. Đây các bạn sẽ phải cài thế này. Vì cái chiều vặn để tháo líp ra là sẽ ngược chiều kim đồng hồ. Các bác sẽ phải cài này nha. Cái trục này các bác biết là nó sẽ có hướng vào hướng ra như thế này là ra này. Đây em lúc nãy siết rất là căng nên lúc nãy là em đã phải
tháo nhẹ trước rồi. Đây nha các bác nhé. Các bác nhớ là các bác phải giải cái vải ra. Các bác nhớ là các bác phải giải cái vải ra. Các bác không thể nào ấy được. Đây. Để tránh trường hợp bị rơi nhé. Rồi sau đấy, đây là cái cài, các bác để ý cài này. Các bác để theo chiều này thì cái dây dài nó phải đằng sau nó móc thế. Đây. Đấy, nó chỉ như thế thôi. Cái này thì nó chỉ có tác dụng khi mở líp thôi. Các bác nhá. Đấy. Bây giờ các bác sẽ bắt đầu tháo dần ra. Các bác để ý cái này sẽ có một chút phải để ý như thế này. Sẽ phải có một chút để ý, các bác để ý cái này là líp thả. Líp thả nó sẽ có rãnh. Các bác để ý líp thả nó sẽ có rãnh. Các bác để đúng như thế này nó sẽ xuống nhá. Các bác để lệch như thế này không xuống đâu. Các bác để cứ đúng là xuống đây. Các bác để đúng này là xuống này. Các bác để lệch đi nó cũng không xuống được đây. Nó không xuống, không khớp được đâu. Đây. Cũng không xuống được nhá các bác nhá. Các bác phải để thật đúng. Cái này thì nó rất đơn giản thôi, cái này giới thiệu qua để các bác biết. Tí nữa khi mà lắp mình không bị nhầm với các bác. Đây này, thế là sẽ có một cái rãnh to bên trên. Đấy, các bác để ý, cái líp này cũng có một cái rãnh to này. Đấy, các bác nhớ rãnh to và rãnh to là được. Rồi sau khi các bác rút ra, các bác phải lấy dây buộc để xếp theo thứ tự, tí đỡ phải tìm nhé các bác nhé. Đây bạc đạn đây các bác. 1 2. Đấy, đây. Bạc đạn đây nhá, sẽ để thế để các bác không nhầm này. Đấy, cái này là của cái này, hai cái này là trong cái này. Đấy, cái này là cái lòng giữa này. Đấy, cái này là cái khóa ngoài gọi là cái côn. Khóa ngoài gọi là côn nhá, cái này cũng là côn nhá các bác. Cái này là côn này. Cái này là khóa long đen của trong cái cuối líp này, khóa bạc hai bạc đạn này. Tiếp theo là líp. Sau khi rửa sạch các bác để ý này. Tại sao em lại hay rửa bằng cái dầu thắp đèn? Cái này là găng tay của em thôi, găng tay của em nó dính vào đây này. Trước khi rửa xong nó bóng như mới. Và với cái dầu thắp đèn này, các bác rửa xong, các bác rửa tất cả các phụ linh kiện nha các bác. Các bác rửa xong thì các bác rửa lại bằng nước một cái, nó bóng như thế này. Rửa bằng nước, rửa bằng xà phòng ấy. Rửa bằng nước không đâu, hoặc xà phòng để nó sạch đi, để đến lúc bôi mỡ nó đảm bảo nhất. Thì nó bóng như thế này. Tức là nó bóng như thế này luôn, nó sạch bong luôn các bác. Cái rửa xà phòng chỉ là để mình rửa lại cho nó sạch, cho hết những cái dầu thắp đèn. Những cái dầu thắp đèn này, những cái mỡ nữa, những cái này cho xuống cái là nó sẽ, những cái bụi bùn ấy nó sẽ chảy một cái là nó sạch các bác nhé. Đây. Thank you.
clip thải rất là dễ đâu. Với clip thả nhất là thả khối 8 tầng Shimano này thì họ lại làm càng dễ để mình thao tác, vì họ sẽ làm cho mình gần như là khối đúc liền, 7 cái clip bên trong là đúc liền quá, tức là dính liền, sẽ không có tách rời, chứ không phải là 8 clip tách rời hoặc là 7 clip tách rời. Nhưng những clip clip 11 nha các bác, thì nó sẽ là 3 clip trên cùng, nó sẽ là gắn liền với nhau. Kết hợp với đấy là 3 clip đằng trong, 3 clip giữa và cái clip ngoài nó sẽ tách biệt được. Nhưng với Shimano HG này chẳng hạn, nó là clip thả nhưng nó giá rẻ thôi, thế nên là sẽ tách giật. Ok các bác, thế là đã xong nhé. Bây giờ em sẽ lắp lên và thử xem có tiếng kêu không. Các bác cùng chờ kết quả của em nhé. Thưa các bác, vậy là đã xong nha. Em vừa chỉnh xong. Tức là với tiếng kêu lạ của xe thì còn phải dựa vào mắt bệnh. Tức là khi mà khách hàng sử dụng xong, khách hàng kể với mình là nó kêu như thế nào và đi thử xong là mình sẽ phải là hỏi xem một số bệnh. Ví dụ như là nếu như nó chỉ là ở phần cột yên hoặc cọc yên á, là do đi lâu ngày mà cát vào mà, hoặc là những cái nước vào hoặc cái cọc yên nó hơi lỏng đi, hoặc cái đầu cọc yên, thì mình có thể mình chỉ cần tra dầu bôi mỡ hoặc mình siết ốc chặt là được. Còn những tiếng kêu khác nhé, ví dụ như chiếc xe này thì cái tiếng kêu nó lại hoàn toàn là khác, không phải do cọc yên. Thế nên là khi mà nghe và đánh giá nó rất là quan trọng. Lắp vào ngon lành rồi, hết tiếng, hết bệnh nhé các bác nhé. Đấy là chia sẻ đó. Hôm nay thì hàng nhà em rất là đông, nhiều lắm, mưa thì em không lấy ra ngoài được, thế nên là làm thì cái không gian quay nó cũng chưa ấy. Tới này sẽ cố gắng làm một không gian để quay clip và quay cái điện thoại, cầm điện thoại quay để các bác có thể nhìn thấy những cái thao tác, những lúc mà em vặn ốc của em làm. Vì thực ra những cái thao tác vặn ốc ấy thì lúc mà một mình làm thì hai tay làm thì không vặn được các bác ạ nhé. Em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video clip này của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo. Lâu lâu thì thực ra thì bảo dưỡng xe thì làm liên tục các bác, nhưng mà lâu lâu những cái bệnh nào mà em thấy nó đặc thù một tí thì em lại quay. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.